anh chị và các bạn, phía sau có cái vườn thì ba của Steven thường thường trồng những cây trái ngoài đó. Thì hôm nay ba Steven trồng cái cây này trái rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn đi ra phía sau vườn để xem mẹ của mình thu hoạch cái trái này nha. Thì mọi người hãy theo chân mình nha. Ok, có rất là nhiều là rau củ quả, trồng ớt, trồng sa bô, phía sau kia thì có mận, mận xanh. Rồi ngoài mận còn cái cây cái lùm bên kia là cây lá cách. Lá cách, nếu ai thích ăn lá cách xào thịt bò với xào ớt thì cây lá cách nè đó, riêng cây lá cách đâu đó. Còn cái cây cao phía bên đó là cây con cầu na, sư đủ. Còn đây con cầu na nè, mọi người thấy trái nhiều không? Đó, trái lủng lẳng lên, nhìn giống như sơ sơ qua giống như đường đạn vậy á. Thấy nhiều không? Tháng này nó chưa chín, nó chín là nó chưa có đủ già đâu. Tháng 9 tháng 10 á, 9 10 nó mới đủ già, giờ nó còn nè bạc hà, ổi bên kia, ổi mấy cái lùm đó là ổi không á đó. Ngồi dưới gốc cây mận thì có rất là nhiều rau má. Hôm nay thì cây sa bô chê, cây sa bô chê trái nè, nhìn xuống dưới này mới trái nhiều hết trơn, lên nha ra. Bên này là cây ổi nè, thường ba ổng bịch cái bao này lại, đừng cho cái con này con kia nó ăn á, sợ nó ăn nó rụng. Thì ba ổng bao mấy này lại hết. Bên hè nè, sò hè, cô chú anh chị thấy ra bằng cua với rau má nó mọc lên giống như cỏ không, chỉ nó mọc lên tới đằng kia nè. Mấy cái này là năm đầu thì mình trồng có một nhúm nhỏ xíu thôi, đầu cái nói năm sau tự động nó ra bông, cái gió nó thổi á, cái nó mọc lên lờ như vậy. Bắt đầu hết mùa đông tới mùa hè cái nó tự động nó lên lại. Còn ớt nè, ớt này ớt chi thiên trái nhiều lắm. Yeah. À, bên kia là xả với cái cây đó, cây làm thuốc được nè, cái mật gấu. Cái này kêu mật gấu nè. Rồi chú anh chị mình xem cái mận nhà mình nè. Mận này mận chuông nha mọi người. Mận chuông nha. Mận chuông trái nhiều không? Đó. Rồi nó mới ra. Mận chuông này mình phải cho nó thiệt là già nó mới ngon, còn để cho nó còn là non ăn vô nó hơi ra hơi chua. Cây nè, mận chuông màu xanh bông còn nhiều, rất là nhiều. Cái máy kẹt này nó có mấy chùm nữa cho mình, nó chưa chín hung đi chưa. Còn bên kia là một cây mận cũng mận chuông luôn mà mận đỏ. Mận đỏ thì cũng ăn được mấy lần nè. Để nó bớt
giật giật mạnh đó, lá gì trái non hay sức heo á. Cô chú anh chị, đây là mẹ của mình nha, mẹ chào mọi người đi mẹ. Mẹ chào mọi người đi. Chào mọi người. Bẻ hồi nãy chắc cũng cỡ 3 bông phật từ trong đó chắc. Cỡ 4 phao 2 kg. Sợ tụi nó không biết á. Đâu có biết cái này giờ bẻ làm sao, bẻ nó giật giật mạnh á. Nó xúc theo cái trái non. Nó gãy theo cái trái non dữ lắm. Mình bẻ nương nương rồi đó. Cũng bẻ mấy đợt rồi không? Ừ. Ba đợt mà mấy đợt trước thì có làm tương ớt chưa? Mấy đợt còn để cho mai chưa à, chưa làm chứ để nhiều quá làm lần đấy nó xong rồi. Gỗ gần gỗ trong đó chín. Để sáng mày gọi rồi, thấy rồi hả? Thấy rồi. Bên này à, bên kia. Đi qua bên kia. Chín nhiều hơn. Bây giờ vậy đó mà nhiều khi nó cũng có sức. Cái này cây cóc. Ủa cha ông đi câu hả? Ông đi là 4 giờ. Trời, sớm vậy. Ông tính đi là 12 giờ, có biết làm sao đâu. Đâu gọi lại, à, đi làm chi mà tới 12 giờ. 12 giờ đi mỏi thế mà nội. Ừ, thì ngủ nghe. Đi vô mẹ đổ vô đây, mẹ lấy cái gỗ ra mẹ mà bẩn thang. Có một con đường bí mật. Hồi nãy nó ngã. Như hôm trời mưa quá. Hôm trời mưa dông chịu lắm. Thì sáng sớm trời mưa nước đây ướt nhẹt chứ. Đâu? Đi. Hả? Đổ kia, không? Kia nữa. Ừ. Như ông đổ vô rồi. Vô cái bà luôn rồi. Mấy thao luôn à. Thôi đi, đừng thao bự ha. Wow. Mấy cái bí này kìa. Làm tương ớt. Đi con đợt. Đi có con đợt chút xíu rồi được rồi. Giờ làm tương ớt. À, hôm nay có nhỏ em nó từ Atlanta xuống, mình hái tặng cho nó về chảnh chia ăn. Nó ngon mà nóng lắm. Ăn vô à. Ăn nhiều quá mọi người có thể tưởng tượng được là nó sẽ bị cái gì rồi phải không? Nóng nè, đi không nổi luôn. Đi cái đó nha đi. Nhà có trồng hẹ luôn nha mọi người. Hẹ nè. Còn bên này là lá lốp. Có gì lá lốp, tí nữa nho em là nó cắt lá lốp về chảnh ăn. Còn ở đây càng cua nè. Nó lên giống như là rừng vậy. Bây giờ dàn củ kiệu quá mẹ. Ừ, củ kiệu, hôm nay nhậu được không? Củ kiệu nè. Đây này củ kiệu nha mọi người. Kiểu nè. Tự nhiên càng cua gió nó thổi cái anh nó bọc nó là càng cua nó mọc lên giống như rừng giống như kiểu luôn. Ớt xanh này đầy nha nha. Chưa chín. Mọi người có ai xem cái ớt không? Steven cao 1m gần 1m7 nha. Ồ, oh, Steven là 5'7" nha. 5'7" mà cái cây ớt nó cao bằng Steven luôn á nha. Ghê không? Nè, kiểu nè. Để
Cái này cũng kéo à? Ông chôn cá đó mà được nhiêu. À, cái vậy hả? Nên làm gì xào á? Chắc xào ăn thôi chứ. Chỉ làm giờ muối á, muối phụ kiểu. Xào cái bò ăn sao? Ừ, chắc nhổ với mấy cái cây. Cây cây rừng gốc này. Nhổ vô cắt cho nó. Được quái qua cho ba ăn bột cho ba đỡ thèm. Ăn không? Quả biết ăn không? Làm những biết ăn Việt Nam mà. Ăn. Nhổ gì bán ăn cho. Các bạn cua ở đây hiếm. Mình ở Florida trời nóng mới có chứ mấy người ở mà tìm tiểu bàn lạnh lạnh đâu có. Rồi nó mọc trong kiểu quá trời luôn. Nhổ để nó ăn thân trong kiểu. Bẩm cha bứng sạch hết trơn cũng lên lại ha. Ừ, bẩm đâu làm sạch trơn bữa mình cỏ. Mà còn sốt sốt lại giờ bữa nay nó lớn. Nó lên lại còn tốt hơn hổm. Nhổ cái nó chống nó lên lại tốt hơn. Ở trong cái thùng phân của cái cây sữa đủ mà nó cũng lên vậy nè. Nào rồi ai đâu ai trồng. Trong phân nó có sẵn tự động cái hột cái văng xuống cái nó đi trời mưa cái nó lên lại. Chưa? Trong cái góc chanh ấy giờ cũng vậy chưa? Cái chanh kia lên đầy vậy. Ăn rau cùng cua với lẩu á. Ăn với lẩu à? Ừ, đúng lẩu. Giòn giòn. Ăn cua ngon nhất là xào thịt bò. Ăn thiếu cái méo. Có nhiều ăn nhiều. Nhà này, mấy cua sợ đó mẹ. Nhà người ta không có ăn, nhà mình nhiều quá ăn ngán. Lại đây xa không? Cũng khoảng gần tiếng đồng hồ á. Ờ, cũng đâu có xa tiếng. Đi sao đi, sao ta? Nó mướn nhà, nó mướn nhà nó ở. Nó mướn nhà bà ở, tại bên đi đông mà. Chắc đi với bạn bè. Chơi. Chắc cũng có người thân ở đâu gần gần đó. Gì đó gần biển. Biển chơi, biển vui hơn. Cha không kêu nhổ mấy gốc mưa mà mấy gốc mãng cầu của con nó bệnh bên con á, mình cho nó trống cái cây mãng cầu ăn thân nát nhổ bên đó. Trái bự bự nè mọi người, chùm này chỗ này nè mày. Đâu? Bốn trái chùm mà bốn trái nè. Ở trên cao sao nó ít có trái hơn dưới anh? Nè mọi người hỏi tại sao mà cha ông trồng cây tốt nha. Tại vì ông mua phân này ở Home Depot về ông quăng chứ không phải là phân thường nha. Cái phân mà phân organic của Cow Organic á. Tí nữa mình quay phim lại cái loại phân cho mọi người xem để biết để mua lại phân về trồng rồi. Mấy người hỏi tại sao trồng rau cải với ba này nó tốt vậy, tại vì việc trồng phân không biết bầu á, cái mình trồng phân thường là về nhà nó chết. Nhổ vô cái tớp nhỏ nó tắm lên. Mới đi có một cái gốc cây bản cầu thôi mà nhổ vô một thao quá vậy. Để cho nó hai bọc hả? Cho nó hai bọc. Rồi má ai chơi không? Nhà của Steve mình lại góc hẻm nào cũng có rau má cho nha. Mắm cầu cho ăn dặn góc mắm cầu.
của con bữa nay nhổ cho nó trắng cho đó. Gần cây bằng hà. Ừ. Thấy mỏm chai với mẹ nhỏ hết thì sao bữa nay lên lại gì? Lên nữa. Rồi cái ớt nữa kìa nè. Mấy người cái ớt chưa? Nó nằm như là cái kinh không? Nằm như chùm bông nha. Chùm như chùm bông đó. Ngộ thiệt. Cái ớt nó cay lắm đó mình. Ớt màu tím á. Đó có ăn thử chưa? Cay lắm. Nhất là cái đó. Mọi người cái ớt bảy màu rồi nha. Trái nó ngộ nó ra, nó ra là nó xanh, nó ra màu trắng trắng tím tím. Cái từ từ cái lên dần vàng, cái nó lên hồng hồng, cái nó lên từ 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 cái lên đỏ. Nè cái đỏ nè. Chưa. Đó. Ớt tím nè chưa. Nó kêu cái ớt tím màu á. Còn cái ớt kia nó trái nhiều quá, cái nó quằn quại cho nó muốn ngã bên không luôn chứ. Má đầu thì trái cũng bự bự hết trơn rồi. Mau quá hả? Cắn hơn, cắn tuần lễ không con qua. Cắn đầu nữa chưa? Ừ, trái nó bự hả? Trời, một chùm ba trái cho một. Mà nó cũng vẫn lớn chứ. Lớn, đủ nước ra nó lớn. Trái này chưa? Hổm Linh hỏi Linh bên Mel Bình nha, bà hổm có hỏi tại sao mà xanh vậy, tại cha ông chồng ông bỏ phân ở chỗ ông đi trong Costco với Home Depot, ông mua mấy cái phân organic, cow organic, cái anh tí mình quay sơ cho Linh coi rồi Linh để biết. Rồi cái cây cây mãng cầu này anh thêm ngô nữa. Anh chồng mãng cầu tới cái mùa thẳng tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 á là mình phải cắt cái đọt của cây mãng cầu. Rồi bứt cái lá cái nó. Rồi tới mùa này á nó mới ra lợi, nó đậu vậy nè. Mà khi nó đậu khi nhà mình không có phát, không có mà cái con ong á, không có ong ruồi á, ong mật nó bay á, thì mình thấy tự động mình lấy cái bông gòn mình đi mình thụ phấn vậy đó, thụ phấn nó mới đậu. Ba mình sáng nào cũng đi vòng vòng rồi nè, chơi nó cũng thụ phấn cho mấy cây mãng cầu rồi nè. Cái sữa đủ này bắt đầu nó ra bông lại này nè. Cha bỏ không đốn rồi đi rồi. Đốn rồi đi rồi. Nó trái bự bự không thấy không? Thấy. Tại mình nó ra trái bự hơn. Năm nội ăn cho mà ăn khủng khiếp luôn, bây giờ nó ra là bông rồi. Sao nó ra nhánh bên này nữa nè? Tại vì cha không cột cọng dây này nè, đầu cái nó bị đứt á. Cái nó tức nó ra lại. Vậy sao? Ừ. Ngủ vậy. Con hổm đồ cho cha đồ chặt mẹ lắm cho cản lại. Chặt gì người ta ăn 2-3 năm rồi chứ mới vậy. Cha không thấy không? Chắc quá. Trên giường nữa cho chồng cái có con giết cổ giống như con cái cầu này. Có bạn nào hỏi dùng phân nào cha ông dùng và ông mua phân này ở trong Home Depot với Costco nha, mà lâu lâu mình phải canh me tại vì cái phân này nó tốt á, ai cũng biết hết trơn á. Người ta vô người ta thấy canh me là người ta tới là tụi kia Home Depot nó mỗi lần nó đem về nó stuck một cái là mấy ngày sau là đi đứt hết trơn rồi. À, nếu mình cha ống ương mấy cây nhỏ thì ổng trộn thêm cái loại này nè, nó kêu bằng là Miracle Grow Organic Choice Potting Mix, thì ổng trộn cái này, ổng trộn cái loại này với cái loại này ổng trồng thêm, thì cái ổng đang ương nè, đang ương mấy cái ớt rồi cây bông sữa đũa lum la chứ á. Bên kia ông chồng nó ra cây nào cũng xanh xanh chứ, nhưng mà ổng Linh ở bên Melbourne Florida có hỏi tại sao nhà chồng xanh tươi vậy, tại cha ông chồng cũng bỏ phân nhiều lắm, ông mua phân ở ngoài Home Depot với Costco về ông đổ nhiều lắm.
khi mình trồng cái mình mua cái mô á, mình tụ mình bỏ ở trên, tại Florida này hơi nóng á, mình không để cái mô lên thì nó không giữ được cái độ ẩm cho cái cây á, thì nó nóng quá cái nó chết. Còn nếu riêng cái nữa, có cô chú nào trồng ớt mà thường thường bị con mò nó đánh ở đầu cái lá nó quắn lại á, thì với kiến nhiều á thì cha ổng mua cái loại này nè, mua cái loại cái chai kêu là Bug Stops. Thì ổng mua về ổng xịt trên cái Bug Stop này, nó trị cho mấy con mò đó. Thì cô chú anh chị nào mà trồng cây ăn trái hoặc cây gì rau củ quả mà nó bị có mấy con mò nó đánh, mà nó bị giống nó đánh vô cái lá của mình nó quéo lại hết trơn á, thì cô chú anh chị đi ra Home Depot á, mua cái loại này nè, về nhà mình xịt lên. Cô chú anh chị nhớ mua cái Bug Stop ở Home Depot, cái chai màu, cái thùng màu trắng gì nè, nó để cái Bug Stop nha mọi người, mình xịt lên. Thì cha ông mua đó, thường thường hồi xưa mới vô trồng á, đầu cái năm đầu mình không biết á, bị con mò nó đánh á, mấy cây ớt nó quéo hết trơn, nó gà trái không nổi luôn. Thì sau này mới phát hiện ra vô Home Depot hỏi á, tại cái tụi mà làm garden nó recommend là mua cái Bug Stop mình chè xịt lên thì nó không bị. Với cái là mình Bug Stop mình cái nào mình thấy kiến á thì phải xịt, mình diệt mấy con kiến đó, thì con kiến á từ từ nó sanh con mò nó bò lên. Mấy năm nay mình phát hiện cái đó ra rồi mình trồng, ở đầu cha ông trồng nó cây cối nó tốt lắm, nó không bị. Ok, mình chia sẻ một tí loại phân nào thì mua cái phân organic của Cow Organic á, với cái phân gì Miracle Grow Pot Mix, thì hai cái mình trộn vô mình trồng nó rất là tốt. Nhưng cái là cô chú anh chị nào mà trồng đã, mình Steven mới vừa nói á, thì nếu bị cái con mò nó đánh á, thì mình xịt cái chai Bug Stop lên thì nó hết. Ok, cảm ơn Steven, xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và nếu cô chú anh chị mà thích cái video này thì nhớ bấm nút like, chia sẻ hoặc subscribe kênh để ủng hộ Steven nha. Tại video tiếp có thể Steven làm một cái video để cảm ơn mọi người về cái chương trình Steven đang thực hiện từ nhiều năm nay rồi, mà YouTube này chỉ là một phần để giúp cho cái chương trình đó thôi. Thì Steven sẽ trình bày những gì mà Steven đã theo đuổi mấy năm nay, khi bắt đầu từ năm rồi làm YouTube thôi. Thì chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn biết. Thì cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại một video sớm nhất nha. Bye bye.